có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ anh và em mình chia tay, kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách của đôi ta xa. Lời anh xin lỗi vì anh không thể bên em ngay lúc này. Người yêu cho anh vài thứ ta cho anh em nhé, chẳng thể nào thay đổi vì chính anh không thể nào yêu được. Rồi ngày mai sẽ quên anh sẽ quên anh.